Gulliver ở xứ sở Tí Hon trong một lần đi biển, Gulliver tình cờ lạc vào xứ sở của người Lilliput Tí Hon. Anh được vua nước Lilliput mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh. Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Blifut hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch. Thế là tôi đi ra bờ biển, quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ 50 chiến hạm. Tôi bèn cho làm 50 móc sắt to, buộc vào dây cáp rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một rồi bọc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Lilliput. Khỏi phải nói nhà vua mừng như thế nào, ngài còn muốn nhân dịp này biến Blyfoot thành một tỉnh của nước ngoài. Nhưng tôi cố thuyết phục ngài từ bỏ ý định ấy. Khoảng ba tuần sau, nước Blyfoot cử một đoàn đại biểu sang thương lượng và hai bên đã ký một hòa ước lâu dài. Theo Swift Đỗ Đức Hiếu dịch